Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm âm ly. Con này là hàng nội địa của Đức nha anh em, đến từ thương hiệu của Saba và tên model là 8040. Saba cũng phải nói là một trong những thương hiệu mà phải nói là nổi tiếng nhất nhì ở Đức rồi anh em ạ. Và những dòng sản phẩm này thì nó phải nói là khá là hiếm và tương đối là rất là lâu mới về hàng được một con nhưng mà. Và hôm nay thì Nhật về được một con là phải nói là vừa mới vừa đẹp, cấu hình lại phải nói là rất là khủng. Và đối với những dòng sản phẩm âm ly Đức thì nó sẽ kết hợp nhất là đối với những cặp loa đến từ thị trường của Mỹ anh em. Ví dụ như là loa JBL, Fairway, Community. Và anh em chơi rất là tốt đối với những cặp loa của châu Âu, ví dụ như là những cặp loa Beobook của Đan Mạch, à, loa BN Đức của Anh Quốc. Và những cặp loa mà nó đến từ thương hiệu nội địa của Đức thì nó chơi rất là tốt cho anh em. Đây mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế của con này. Con này là hàng mà Nhật vừa mới về thôi đấy mà, hình thức còn rất là tốt, mới trên 90%. Con này thì nó sẽ có thiết kế là có thêm cái đài tuner ở trung tâm nha anh em, nhìn rất là đẹp và bắt mắt anh em ạ. Và con này thì nó có thiết kế là bỏ gỗ nha anh em, đây bỏ gỗ anh em ạ. Con này thì trưng bày và nó là rất là sang trọng anh em ạ. Và con này thì nó sẽ có thiết kế là một cái size rất ngang rất là rộng nha anh em. Đây là một thiết kế mà chung của hầu hết tất cả các sản phẩm âm ly đến từ thị trường của châu Âu anh em. Cái nút chức năng thì cũng phải là rất là đơn giản nha mà. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với những cái nút chức năng mà quan trọng nhất. Đầu tiên là nút ba lăng, nút để điều chỉnh về giải bass, giải treble, và đây là volume. Còn đây là nút nguồn nha anh em. Còn đây là các mode chức năng của dòng sản phẩm này. Còn đây là cái nút để mà anh em chơi đài tuner nha anh em. Nói chung cái nút chức năng này thì cũng rất là dễ dàng để cho anh em điều chỉnh thôi anh em à. Còn đây là cái nút ở radar nha anh em. Đây anh em thấy cái kim nó sẽ di chuyển. Còn về mặt sau của sản phẩm thì ngay tại trung tâm của sản phẩm thì anh em thấy là nó sẽ có 4 cái lá nhôm tản nhiệt. Và mỗi lá nhôm nó sẽ chứa hò sắt ở bên trong nha anh em. Đây mời anh em cùng xem. Con này thì nó sẽ chạy sò sắt của Motorola nha anh em. Đây anh em thấy là ký hiệu chữ M của Motorola. Đây 4 con sò sắt. Còn ở bên dưới là cái chạm để mà cắm dây. Đây đầu tiên chúng ta sẽ có là những chạm mà cắm dây loa ở bên trái anh em. Còn bên đây là những chạm để mà anh em cắm dây AV. Nếu mà anh em mua thì Nhật sẽ tặng luôn cho anh em. Đầu tiên là cái jack để mà chuyển từ AV ra cái đầu kính sen anh em. Và những cái jack chuyển từ tín hiệu này ra dây loa để cho anh em đã là dễ dàng mà kết nối. Anh em mua về thì anh em chỉ được chơi thôi nha mà. Còn mọi dây nhờ thì để Nhật lo cho anh em. Còn bên đây là tem in thông tin về dòng sản phẩm này nha anh em. Đây nó ghi bằng tiếng Đức rất là nhiều anh em ạ. Và anh em chỉ chú ý phần quan trọng mà cái này thì nó sẽ xài tổng cộng là 4 dòng điện anh em. 110, 130, 220 và 240. Và hiện tại mình đang để là 220V anh em. Đây anh em thấy cái số ở phía trong là nút để mà chỉnh điện anh em. Công suất của cái này là 180W. Công suất của nó rất là khủng đó nha mà. Vì hầu hết tất cả dòng sản phẩm ở bên châu Âu thì mình thấy công suất nó cũng rất là nhỏ anh em, tầm là từ 40-50W thôi. Mà cái này cũng có 180W là rất là khủng đó nha mà. Cái này hàng chuẩn là Insert Mini nha anh em. Cái này thì chơi được trở kháng từ 4-16 ohm, giải trở kháng rất là rộng, rất dễ để cho anh em nữa mà thoải mái cối ghép loa trong tầm từ 4, 8, 16 ohm.
Và thôi không dài dòng nữa, Nhật mời anh em vào ngay bài test chất âm của Saba 8040. Mời anh em. Một chiều cuối tuần, mưa bay lấp phấp và mây trắng dâng dài. Em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về anh. Bên em, anh lặng nhìn bầu trời và đáy mắt mong. Sợ người yêu khóc khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa, chuyện xưa kể rằng trên tiếng giấy ấy ngày vui kết hoa đăng, tiếng uống đang đua một nàng tiên lỡ làm rơi ngọc ngà. Đang say nên trời bèn đỏ đầy nàng xuống chân ra, là người dương thế không biết bao lâu mới cho quay về chưa. Em ơi nàng tiên anh xuống dương chân một chiều mơ bay chất âm của Saba 8040. Thì mình đang ghép với một cặp loa community ở Mỹ, thì con này cho ra chất âm thì dễ chép, nghe và nói là rất là trong anh em ạ. Rồi khi nó lên cao thì mình nghe và nói là rất là sướng anh em. Đặc điểm của những dòng sản phẩm âm đi đến từ thị trường châu Âu là làm cho dễ chép, nghe rất là bén. Khi mà anh em nghe những bản nhạc vàng hoặc những bản nhạc bolero đã hết ý rồi nha mà. Giải bass chỗ này đập cũng phải nói là rất là tốt của anh em. Nó có độ sâu, độ căng. Khi mà anh em chơi miếng dòng nhạc mà đòi hỏi tiết tấu nhanh thì con này vẫn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của anh em. Rồi anh em thấy sao về chất âm của Saba 8040 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Anh em thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới. Bye.